nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023 và 47 năm thành lập ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đồng Nai 1976-2023. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức về nguồn tại khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tham gia chuyến về nguồn có các đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức, Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và đông đảo cán bộ làm công tác kiểm tra của các cấp ủy trực thuộc tỉnh. Tại đây, đoàn đã đến viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm di tích Trung ương Cục miền Nam và thăm nhà bia di tích lịch sử Ban kiểm tra Trung ương Cục miền Nam. Đoàn đã thắp hương dâng hoa dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ, Ban kiểm tra Trung ương Cục miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ôn lại truyền thống 75 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng và 47 năm thành lập ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ngày càng phát huy trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tính tiên phong gương mẫu, vững vàng kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng và truyền thống của ngành, luôn khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần không ngại khó khăn, tận tụy và trách nhiệm, đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ: chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân đóng góp vào sự phát triển của ngành kiểm tra Đảng tỉnh Đồng Nai thời gian qua.